Chào bạn, hôm nay Đức Phương sẽ giới thiệu cho bạn một cái mẫu két sắt chống cháy được bảo mật hoàn toàn bằng cơ. Két sắt có thương hiệu là Tokyo Safe và có model là TKO68. Đây là chìa khóa của két sắt, còn đây là bộ khóa cơ đổi mã. Nhìn tổng thể thì két sắt có hình thức là sơn là màu đen và đó là sơn tĩnh điện và có khung thép rất là chắc chắn, được làm bằng thép hai lớp và ở giữa là bột chống cháy. Đây là nội thất của két sắt được chia làm 3 ngăn. Hai ngăn trên là bạn có thể để được hồ sơ giấy tờ rộng thoải mái. Ngăn dưới là một ngăn kéo có khóa riêng. Các bạn có thể để các cái giấy tờ nhỏ hoặc là các cái đồ cá nhân ở đây, rất là tiện lợi. Còn đây là độ dày của cái két và có cấu tạo là nhằm tam cấp, có thể chống được bắt lửa. Két sắt thì có thể chịu lửa và chịu nhiệt lên tới 1200 độ C trong vòng 2 giờ. Và khi bạn đóng vào thì nó sẽ tự động đóng lại hoàn toàn. Về phần khối lượng thì két sắt có khối lượng lên tới 110 kg và có thể chống được trộm bê két đi phá và được bảo hành lên tới 75. Giá của két sắt thì đang được khuyến mại với giá bán là 5.500.000 đồng. Nếu bạn muốn mua một chiếc két sắt có chất lượng tốt, bền, sử dụng ổn định và dễ sử dụng và bảo mật hoàn toàn bằng cơ để được giấy tờ và an toàn, hãy để lại thông tin liên lạc thì mình sẽ lắp đặt và giao hàng tại nhà. Cảm ơn. Đây là tổng thể bên ngoài của két sắt. Còn đây là bên trong nội thất của két sắt.